Một buổi sáng năm 1888, Alfred Nobel, người phát minh ra chất nổ, đã thức giấc trong bàng hoàng sửng sốt. Tất cả báo chí trong ngày đều nói đến cái chết của Alfred Nobel, vua chất nổ. Thật ra, người anh của ông qua đời, và một ký giả nào đó đã tưởng lầm là chính ông. Nhưng dù sao, đây cũng là dịp để Alfred Nobel đọc được cảm nghĩ mà người khác đang có về ông. Trên môi miệng mọi người, ông chỉ là ông vua của chất nổ, nghĩa là người làm giàu trên cái chết của không biết bao nhiêu sinh mạng do chất nổ gây ra. Alfred Nobel buồn vô cùng về hình ảnh của một nhà kinh doanh trên sự chết chóc mà thiên hạ đang có về ông. Để tẩy xóa hình ảnh ấy, Alfred Nobel đi ngồi xuống bàn làm việc và viết ngay chúc thư. Trong đó, ông để lại tất cả tài sản của ông để thiết lập một số giải thưởng. Mà quan trọng và ý nghĩa nhất là giải Nobel Hòa Bình. Ngày nay, tên tuổi Alfred Nobel không còn là vua của chất nổ nữa, mà gắn liền với hai chữ Hòa Bình. Bạn thân mến, có một tên tuổi để đời. Phải chăng đó không là ước mơ của nhiều người? Nhưng còn có một tước vị cao trọng hơn mà bất cứ ai cũng có thể và phải đạt đến. Đó là tước vị làm con cái của Thiên Chúa, được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Con người không có một ơn gọi nào khác hơn là sống yêu thương. Có sống yêu thương, con người mới nên giống Thiên Chúa và trở nên con cái của Ngài. Về tước vị ấy, Chúa Giêsu đã tuyên bố: phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Chúa. Bạn hãy sống hòa thuận với mọi người. Tên tuổi của bạn sẽ mãi mãi là con cái của Thiên Chúa tình yêu. Bạn thân mến, xin được gửi đến bạn câu chuyện đăng trên tạp chí Reader's Digest số ra tháng 11 năm 1985. Một cặp vợ chồng nọ cãi vã nhau như cơm bữa. Một hôm, giữa lúc người vợ đang hăng say to tiếng, người chồng liền đề nghị: chúng ta đã cãi nhau quá nhiều lần. Anh đề nghị một giải pháp. Mỗi người lấy một mảnh giấy, viết lên đó tất cả những lầm lỗi thiếu sót của nhau, rồi trao cho nhau đọc. Anh hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta kết tội nhau. Người vợ đồng ý. Người chồng liền đặt bút xuống tờ giấy. Ông nhìn sang bà vợ rồi viết một câu. Thấy thế, người vợ liền hạ bút viết liên hồi. Bà kể ra vanh vách tất cả những tật xấu và thiếu sót của người chồng. Trong khi đó, thỉnh thoảng người chồng mới viết được một câu, rồi ngước nhìn vợ. Đến lúc không còn gì để viết nữa, họ trao cho nhau bản kết tội. Nét mặt người vợ bỗng biến sắc vì xúc động. Bởi vì trên mảnh giấy người chồng vừa trao,
bà chỉ thấy có mỗi một câu được lặp lại nhiều lần: anh yêu em. Bạn thân mến, tha thứ là tên gọi của yêu thương. Như Thánh Phaolô đã định nghĩa trong thư gửi cho các tín hữu Corinto, tình yêu đích thực luôn nhẫn nại, nhân từ. Tình yêu đích thực tha thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, chịu đựng mọi sự. Lạy Chúa, trong mọi quan hệ của cuộc sống, xin cho chúng con biết thương nhau như anh em. Xin đừng để chúng con lấy ác báo ác, lấy lời nguyền rủa đáp lại nguyền rủa, nhưng biết chúc phúc cho nhau, bởi vì chúng con được Chúa kêu gọi để thừa hưởng lời chúc phúc. Ngày đó